Xin chào mọi người, tôi là Đào nè, và bạn hôm nay cùng với tôi là Phúc nè. Hai chúng tôi hôm nay sẽ kiểu thảo luận về và gọi là thảo luận về hai tập mới nhất gần đây, đó là Frozen và Maledictator. Thì nói thế nào nhỉ? Frozen thì nó mang nhiều cái drama hơn, thế nhưng mà hãy để sau đã. Cứ thảo luận Maledictator trước đi Phúc nhở. Bởi là Maledictator là tập cuối cùng trong trailer cái ba phần ấy, cái ba phần Queen Battle ấy, mà nó hoàn thành cái sự trưởng thành của Chloe. Thế nên là đây là một phần rất quan trọng. Ví dụ như người ta đã kiểu các bố ấy đã rất là tinh tế trong việc mà đưa Chloe quay trở lại làm Queen Bee một cách rất là mượt. Tôi xem tập này xong tôi kiểu đoạn đầu của Maledictator ấy, kiểu đoạn đầu kiểu xem kiểu không thích Chloe, xong kiểu càng về sau ấy, xong kiểu nói chuyện với Ladybug, xong tôi kiểu thì ra là Chloe không phải lúc nào cũng kiểu ích kỷ như thế này, kiểu cái tình cảm tốt hơn ấy. Đúng rồi, riêng với Ladybug nhá thì Chloe sẽ cư xử theo một kiểu khác, để ý không? Riêng với Ladybug, bởi vì Ladybug nó kiểu là thần tượng của Chloe, đứng trước thần tượng hoặc là Cross thì con người ta sẽ thay đổi kiểu đấy đó. Và cái đoạn mà Ladybug hỏi Chloe là có chuyện gì xảy ra với bố của cậu thế, kiểu hỏi, và ban đầu thì Chloe đã nói dối, nhưng rồi sau đấy thì Chloe lại nói thật. Thế chính cái phần lúc mà Chloe nói thật đến đã chỉ cho Ladybug biết rằng là cô ấy có thể tin tưởng người này giao cho cô ấy Miraculous Hoàng Phong, hay còn gọi là Be Miraculous đấy. Thì kiểu không phải kiểu tập browser thì mọi người kiểu spy ra hết rồi kiểu, nhưng mà cái tôi thích nhất không phải là ở đoạn đó, mà kiểu tôi thích nhất là cái đoạn đầu kiểu và kiểu các mẫu là kiểu tung trailer ra, xong kiểu Adrian kiểu yến hình kiểu trời ơi, kiểu phần đêm đổi dậy đung đung đung, xong cuối cùng thì ra đó chỉ là ảo tưởng mà. Thì đấy, chính cái việc mà kiểu đùng 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 đấy mới làm cho cả fandom kiểu bỗng nhiên trỗi dậy, kiểu từ 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 cõi chết trỗi dậy đùng một cái, nhớ không? Với cả là sau cái tập này, mặc dù Luca và Kagami đều bị kiểu cùng một loại kiểu là chen vào giữa tứ giác tình yêu, thế nhưng mà mỗi người thì lại bị fan quốc tế phản ứng một cách khác nhau. Phúc để ý thế không? Thì đối với tôi thì kiểu tôi chỉ xem mỗi bên Việt Nam mình thôi, kiểu bên Việt Nam thì thế nào. Thật ra thì tôi cũng không cập nhật nhiều bên quốc tế lắm, chỉ là coi phim và cập nhật bên Việt Nam thôi. Thế thì tôi nói cho Phúc biết nha, Luca ở bên quốc tế thì được người ta cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, thậm chí là nhiều người còn quay sang cuồng Luca hơn cả ban đầu khi xem xong cái tập này. Ôi trời. Tuy nhiên Kagami thì bị người ta kiểu chia ra thành hai luồng sóng 80-20. Phía 80. Bên 80 tức nghĩa là phần lớn ấy, người ta kiểu chửi Kagami trên mọi mặt trận. Ôi, tôi không biết lý do vì sao, nhưng mà chém chặt chặt luôn. Tôi xem tiếng Anh tôi cũng không hiểu nhiều, nhưng mà kiểu phản ứng của lúc mà xem phim tôi thấy Kagami kiểu nhìn Marinette cái kiểu lạ kiểu nói Marinette kiểu mày giật chồng bà cho mày chết ấy kiểu kiểu nhìn dáng nhìn kiểu đấy, nhưng mà kiểu tôi thấy chắc là khuyên nhủ cái gì thôi, tôi không biết. Nhưng mà bởi vì có phải tiếng Anh tôi có biết gì đâu, một thanh niên của anh chưa hay. Thực ra thì Kagami, về phản ứng của Kagami thì hiện tại ở trong fandom quốc tế đang có hai luồng tranh luận về thuyết âm mưu. Cái thứ nhất là Kagami biết Adrian thích Marinette,
thế nhưng mà lại tìm cách kiểu kéo Adrian ra khỏi Marinette kiểu đấy. Ủa vì sao? Xem nào, thái độ phần lớn là bên fan ấy nhìn thái độ của Kagami. Để ý nhá, cái đoạn mà Kagami nói là cái gì nhở, lý do duy nhất mà cô không thể đứng lên được đó chính là do sự do dự của cô sau cái việc mà Marinette bị ngã mà hai người đưa tay ra đỡ cô ấy. Ok đấy, thế là Marinette lúc đấy Kagami đã chen vào giữa và kéo Marinette dậy và nói với cô ấy cái câu đấy. Tức nghĩa là cái thái độ fan quốc tế nó đã đánh vào cái thái độ của Kagami lúc đấy. Đấy kiểu và... khinh thường nhỉ, khinh thường. Kiểu khinh thường ấy. Thế fan quốc tế nó đánh vào cái thái độ lúc đấy. Thế và cái lúc mà cái ông kiểu ông thầy dạy trượt băng ấy, ông ấy muốn có người tham gia vào cái khu sân tập trượt băng của ông ấy để ông không bị mất cái khu trượt băng đấy. Thì lúc mà ông ấy mời Kagami bởi vì ông nhìn thấy Kagami có tiềm năng rất lớn trong việc trở thành một vận động viên xuất sắc, thì Kagami lại nói là tôi chỉ dành công sức của mình dành cho những môn nghệ thuật cao quý như là đấu kiếm mà thôi, tôi trượt băng chỉ để cho vui. Đấy, kiểu như thế. Thế là fan nó đánh vào cái fan bên phản đối, nó đánh vào cái thái độ lúc đấy của Kagami ngay cả cái đoạn cuối cùng. Ui, lúc mà Kagami tập này tôi kiểu bà lên một tầng cao mới, bà hơi dưới Chloe thôi chứ. Kiểu từ tập 5 trở đi tôi thấy bà này càng ngày càng kiêu ngạo lên ý. Bình tĩnh, tí nữa để tôi nói hết đã. Cái đoạn mà đoạn cuối cùng của tập Frozer ấy, cái lúc mà Kagami nói với lúc mà Kagami nhìn thấy Adrian chụp ảnh với cái ông Philip, cái ông mà bị Akuma hóa ấy. Sau đấy là bảo với ông ấy là nhờ cái bức ảnh này, nhờ cái sức ảnh hưởng của Adrian mà fan của cậu ấy có thể sẽ đến đây và có thể sẽ cứu được cái trung tâm trượt băng của ông ấy. Thì Kagami đã bảo rằng là ý của Kagami là làm sao lại phải làm như thế, kiểu làm như thế rất là mất thời gian ấy, kiểu đấy. Và Kagami thì kiểu nói với Adrian, Adrian nói với Kagami là cậu ấy sẽ không thay đổi mục tiêu, cậu ấy sẽ không thay đổi mục tiêu và cậu ấy sẽ tiếp tục theo đuổi cái người mà cậu ấy thích mặc dù cậu ấy phải thất bại hàng trăm lần đi chăng nữa. Và Kagami đáp lại, nếu có một ngày cậu nhận ra rằng mình đã thay đổi nhầm mục tiêu rồi thì tôi vẫn ở đây. Đó. Thế là fan bên phản đối nói rằng là Kagami đang bật đèn xanh cho Adrian đấy. Ôi má ơi. Ồ tịch. Dạ. Có khi nào Kagami thích Adrian không? Có thể lắm. Nhưng mà giả thuyết thứ hai là phía của bên thiểu số, là phía bênh vực Kagami ấy, nói rằng là ở cái tập 5, cái tập Repose ấy, cái tập mà Kagami lần đầu tiên xuất hiện ấy, thì Kagami có nói với Adrian là cậu thích cô ấy phải không? Cậu thích Marinette phải không? Đó, tức nghĩa là Kagami đã biết rằng là Adrian thích Marinette rồi nhưng lại kiểu không dám nói ra. Và ở trong cái tập Frozen mới nhất này, sau khi mà nhìn thấy Adrian buồn bã kiểu giống như bị thất tình ấy, thế là Kagami nghĩ, đứng ở trên lập trường của Kagami sẽ nghĩ rằng là Marinette đã từ chối Adrian. Thế nên Adrian mới cảm thấy buồn bã như thế. Và thế là cô ấy, cách để giúp một người thất tình mau chóng thoát khỏi đau buồn là gì? Là tìm một người khác, tìm một mục tiêu mới. Thế nên là Kagami mới tìm cách kiểu giúp đỡ Adrian thoát khỏi cái sự đau buồn đó. Tuy nhiên thì lại là theo cách của cô đấy. Cách này hơi sai. Cũng không phải là sai lắm, bởi vì là nếu theo lập trường của Kagami là sinh ra ở một gia đình quý tộc này, một gia đình kiểu thuộc tầng lớp thượng lưu ấy, rồi sau đấy thì có lòng tự trọng rất cao, thế nên là cái việc mà kiểu cúi đầu hạ thấp mình sẽ là không thể chấp nhận được. Thế nên cái suy nghĩ của Kagami có hơi chảnh một tí, nhưng mà nó không sai.
nếu mà có sai thì là kiểu chưa ai nói cho Kagami biết đấy là sai cả. Và cách giải quyết của cô bạn này thì tôi thấy hơi hơi quá một chút, tôi nghĩ thế. Ừ, đối với tôi thì là tôi có lẽ sẽ nghiêng về phía phe phản đối hơn, kiểu là cái thái độ của Kagami nó hơi bị tiêu cực một tí. Tôi cũng kiểu theo phe phản đối hơn, kiểu tôi thấy cách giải quyết của bạn này hơi quá, mặc dù thì kiểu cao sang nhưng mà cũng là người bình thường thôi mà. Kiểu thì việc mà Adrian làm gì là việc của Adrian, làm sao mà kiểu mình ăn ủi thì mình ăn ủi, nhưng mà mình kiểu rủ người ta đi chơi này để bớt buồn ấy, thì kiểu việc riêng thì việc người ta làm thì việc người ta làm, và mình kiểu giúp người ta rồi trong khả năng của mình thôi. Mình kiểu bà này bà đào sâu vào quá ấy, nên là kiểu fan nó hơi ghét một chút thôi, chứ thật ra ý của bạn này tốt mà, nhưng mà kiểu thể hiện cái sai. Cái mục đích thì tốt, thế nhưng mà cái thái độ với cách thể hiện là nó hơi bị ý sai một tí. Yeah. Tuy nhiên là thế nào nhỉ, tôi thấy bên phe bênh vực có cái giả thuyết đấy cũng khá là chính xác đấy. Nhưng mà cái đánh vào trung tâm của người đọc, kiểu nó không gây ấn tượng cho người đọc lắm, nó không gây ra sự kiểu thuyết phục, không đúng thuyết rồi. Phục đúng rồi. À thế này, thì cái việc cái đoạn Kagami nói với Marinette là lý do duy nhất cô không thể đứng bằng hai bàn chân của mình. Đã chết rồi, tôi dịch là tôi cô có vẻ hơi ấy nhở, hơi mạnh cậu, nhở cậu tôi. Ừ, nên dịch là tôi cậu. Cái gì nhỉ? Lý do duy nhất mà cậu không thể đứng bằng hai chân của mình đó chính là do sự do dự của cậu. Có lẽ ý của Kagami lúc đấy là Marinette lựa chọn thẳng thắn, tức nghĩa là đừng có mà do dự nữa. Kiểu như là đứng ở trên lập trường của Kagami nhá, Adrian thích Marinette, và thế là Adrian mời Marinette đến cái buổi trượt băng đấy, và mời cả Kagami đi cùng. Nhưng mà Marinette lại mời Luca đi cùng với Marinette nữa, thế nên suy ra đây là một cuộc hẹn hò đôi. Và đối với Kagami ấy, thì sơ đồ nó sẽ là thế này: Adrian thích Marinette nhưng Marinette lại thích Luca. Đó. Thế nhưng đấy là theo Kagami nghĩ thế nhá. Là theo Kagami nghĩ là Adrian thích Marinette nhưng Marinette lại thích Luca. Thế nhưng mà khi mà Marinette bị ngã thì cả hai người đều giơ tay ra đỡ cô ấy, nhưng mà cô ấy lại không lựa chọn được người nào. Và chính cái điều đấy khiến Kagami cáu. Thử tưởng tượng xem cái loại người đấy cái loại người mà đối với Kagami thì sẽ nghĩ rằng Marinette đã thích Luca rồi thì tại sao không nắm tay Luca đi mà lại do dự giữa Luca và Adrian. Thế buồn cười nhỉ. Đấy, bà kiểu này, như bà thế kiểu, bà này bà không có chứng cứ, xong bà ác là vậy, coi bà là thì đấy là ý kiến chủ quan mà. Đấy là ý kiến của phe bênh vực nhá. Còn phe phản đối thì tôi lại cảm thấy nó có hơi có lý hơn một tí. Tôi cũng thấy thế. Tập Frozen thì nó kiểu nó không được như mong đợi của tôi cho lắm thì phải. Kiểu bị lộ ra gần hết rồi, thế nên là ôi dồi ôi, bị lộ ra gần hết thì phải nói đến cái tập nào? Tập Windwalk và tập Tywin cơ. Cái tập đó bị lộ ra nhiều nhất luôn đấy. Nhưng mà cái tập đấy bị lộ ra nhiều, thế nhưng mà có ai ngờ được là Chloe là người nhặt được Miraculous không? Không ai ngờ được. Nhưng mà nội dung chuyện thì nó kiểu tập Star Queen thì là kiểu nội dung nó đã nửa biết nửa không rồi, nên là một nửa biết thì mình kiểu nó trúng ngay đoạn đầu luôn, nên là nó không gây cảm giác thú vị cho người xem ấy. Còn tập Windmark thì tôi kiểu cũng ok, cũng được kiểu, và có kiểu lên hứng lên một chút, nó kiểu như thế. Đối với tôi thì là cả hai tập đấy nó đều gây bất ngờ hết, thật đều gây bất ngờ. Malek Dictator thì kiểu nó ra trước Frozen, thế nên là nó không kiểu thế nào nhỉ?
nó bị Frozen Loomer mất đi. Kiểu đấy. Tại vì thì Frozen thì nổi hơn mà tại vì có cảnh Mary review kiểu. Ừ, review đúng rồi. Ôi trời ơi, nói thật chứ, cái cảnh đấy là làm cho một fandom tưởng như là đã sắp tèo rồi, sống dậy, tung trailer vào tháng 9, tung trailer vào tháng 9, và cả fandom chết vào tháng 10. Thực sự thì tôi vẫn nghĩ là đây như là đang mơ ấy Phúc ạ, kiểu một cái phim có tính delay nhiều như Miraculous mà một tháng nay từ được hai tuần của tháng 10 bọn mình được xem 4 tập rồi. Yeah. 4 tập mới toanh. 4 tập mới toanh trong khi là tụi mình đang học. Còn 2 tập nữa là kết thúc season rồi. Dạ. Cái lúc mà Miraculous kết thúc season 2 thì gần kết thúc season 2 thì là cái lúc bên Disney China Asia mới bắt đầu chiều season 1. Thì mình bắt đầu cái buồn cười quá đi mất. Nhưng mà thì ít ra thì tụi mình cũng sẽ bớt đi một phần gánh nặng, bởi vì nếu như họ có chiếu vào phần 2 thì chúng ta khỏi phải dịch, như vậy cũng là không. Tôi nghĩ là nếu họ chiếu phần 2 tôi sẽ vẫn dịch đấy, trời đất ơi. Tôi nghĩ là bên Disney, bên kiểu có nhiều bạn đã quen với cách dịch của bọn mình rồi ấy, khi bọn họ quay sang chuyển sang xem Disney thì nó sẽ không hợp. Nhưng mà đó là cũng tùy thôi, bởi vì thứ nhất là mình chưa xem bản dịch của họ, chưa biết bản dịch họ như nào đâu, thì kiểu trời ơi Phúc đã xem bản dịch Gravity Falls chưa? Thế cái gì hả? Mối quan hệ của người ta là chị em, thế nhưng dịch trên đấy lại thành anh em. Ok, kiểu... ôi lại chùa tôi. Tôi nghĩ là họ sẽ dịch là tôi cô tớ cậu. Ôi trời, friend zone. Tại friend zone nhắc đấy là thấy mệt. Nhưng mà mình cũng phải tin tưởng Disney Channel của một lần chứ, kiểu người ta dịch đương thì... nhiên mình phải ủng hộ để họ vẫn tiếp tục chiếu chứ. Thì hiện tại thì mong muốn của tôi là có thể kiểu rảnh đúng giờ đấy để mà xem lỡ phim đấy để mà quay phim cho các bạn coi. một giấc mơ thật cao cả, một quá cao cả. Không, bây giờ chúng ta quay lại bàn luận về vấn đề, hình như là chúng ta đã bàn luận sâu quá về vấn đề của Frozen rồi. Melanicator như là hơi ít và chúng ta có một vài điều nên nói. Nói thế nào nhờ, nói thật thì bố của Chloe thực sự là một người đàn ông quá hy sinh cho gia đình. À, hơi hiền. Ừ, quá hiền ý. Kiểu là cái lúc mà Audrey đã dưới cái tầm kiểm soát của ông ấy rồi, tức nghĩa là ông đã làm cho mẹ của Chloe phải yêu mình rồi ý. Uh-huh. Cái lúc đấy rồi ý. Và lúc đấy Audrey rất thích Cannor dưới dạng là con mèo. Hiện tại Cannor đã bị ếm ùa thành con mèo rồi. Audrey rất thích Cannor. Thế nhưng mà khi mà ông Maledictator ấy, ông ấy muốn lấy cái Miraculous của Cannor thì Audrey bảo là xin đừng, em muốn chơi với nó, em muốn giữ lấy nó cơ. Thế là ông ấy cũng kiểu cũng thở dài bảo là được thôi, nếu điều đấy làm em vui thì cứ chơi đi, kiểu cứ chơi với nó đi. Thế là Hogwarts phải nhảy vào kiểu là phải lấy được Miraculous của nó chứ không tao tước sức mạnh của mày đấy. Trời đất ơi. Kiểu Kate sạch nó kiểu đợt này kiểu cô ta ấy, kiểu cô ta cô ta cực luôn. Chính xác là kiểu con mèo thứ tiếng mà. Nhưng mà nếu mà xếp về mối quan hệ của Audrey và Andre, nó cứ kiểu bị, tôi không hiểu làm sao mà hai người này lại có thể yêu nhau được. Ừ, tôi cũng không biết nữa. Giống như là cuộc hôn nhân ràng buộc vậy đấy, kiểu bà vợ thì bà kiểu lúc nào cũng quát mắng ông chồng, lúc nào cũng kiểu ông mà không nghe lời tôi, không ông mà không nghe lời con tôi rồi tôi chuyển đi luôn, tôi không ở ở đây, kiểu bà này bắt kiểu hơi nóng tính. Và tôi không biết vì sao mà hai người này có thể yêu nhau, cưới nhau được sinh ra Chloe. Rồi bà tính bà Chloe chang mẹ bà. Ồ đúng rồi. Mà không thể tranh được Audrey, bởi vì là Audrey làm trong ngành thời trang ấy. Mà một số người ngành thời trang thì họ rất là kiểu kỹ tính, họ khó tính lắm. Hình như là hình tượng của Audrey Bourgeois là được lấy từ Anna Wintour, là cái bà chủ tổng biên tập của tạp chí thời trang Vogue của Mỹ, của New York ấy. Bà đấy có một câu nói rất nổi tiếng là tôi là Anna Wintour và bạn là không ai cả. Bà ấy khá là nghiêm khắc và
kiêu ngạo ấy, kiểu không coi người ta ra gì ấy. Tôi vẫn chờ bố confirm cái tình yêu giữa Audrey với ấy là như thế nào chứ thôi. Cái tình cảm đấy, những cái kiểu nó ràng buộc, nó không giống tình cảm, nó giống chủ nhân với nô lệ. Cũng kiểu là như thế. Thế nhưng mà mỗi người có quan niệm về tình yêu khác nhau và cả hai người đấy cũng vậy. Thế nên là mình chắc mình cũng không thể kiểu phán xét được ấy. Nhưng mà kiểu đấy. Nhưng mà tôi có thấy bố Chloe kiểu tội nhất luôn ấy, kiểu trong tập Maledicator là kiểu bố của Chloe kiểu tội nhất luôn ấy. Ừ, kiểu làm mọi cách để vợ và con mình ở lại. Thật sao? Kiểu đấy sao? Hơi thương, kiểu tiêu cực như thế. Tôi không nghĩ là Audrey, mẹ của Chloe sẽ ở lại Paris thì sẽ là một cái tấm gương tốt cho Chloe đâu. Thật, cái việc mà Chloe luôn muốn bắt chước mẹ của mình, luôn muốn bắt chước mẹ của mình, nó sẽ vẫn mang đến ảnh hưởng xấu, bởi vì mẹ của Chloe đã vốn độc ác ấy, vốn kiểu kiêu ngạo, vốn kiểu khinh người như thế rồi ấy, kiểu đấy. Thế nên là Chloe sẽ vẫn mãi bắt chước mẹ mình và sẽ rất khó để có một cái tập nào để có thể phát triển được tính cách của Chloe. Nhưng mà sau tập này tập Maledicator thì kiểu Chloe cũng đã phát triển lên một chút rồi, cũng đã có Tuy nhiên thì tôi vẫn sợ là bởi vì mẹ của Chloe vẫn ở đây thì sẽ gây đến ảnh hưởng xấu đến con bé đấy. Thì chọn tôi luôn. Nghĩ là người duy nhất mà có ảnh hưởng tốt đến Chloe tính đến thời điểm hiện tại là cô giáo Mustier, là cô giáo chủ nhiệm ý. Và là Ladybug, người duy nhất ý. Và Ladybug. Ladybug đôi khi cũng kiểu gây cảm xúc tiêu cực đấy, nhớ tập Antibug ở nhớ Antibug rồi. Nhưng mà chủ yếu là bà này vẫn kiểu mang nhớ được tốt đẹp nên do bà mà cũng đâu có kiểu tiêu cực lắm đâu. Nói chung thì Ladybug và cô giáo chủ nhiệm là hai người có khả năng tác động tốt đến Chloe. À, cả Adrian nữa. Adrian. Thật sự ấy, lúc mà cả trường ăn mừng khi Chloe đến New York ấy thì Adrian đã rất là buồn. Kiểu ông này gần khóc luôn ấy. Ừ, kiểu lúc mà kiểu hồi nhỏ, lúc mà Adrian đã không có ai thì Chloe đã là người bạn duy nhất của cậu ấy. Cái tình bạn mà Adrian với cả Chloe thực sự nó rất là đẹp. Tuy nhiên thì Chloe lại không coi Adrian là bạn hay sao ấy nhỉ? Kiểu người thân thiết, kiểu giống như hơn trên cả thân luôn ấy. Kiểu giống như là thân thiết hơn là bạn. Bởi vì ở trong cái tập Queen trong cái tập Queen Watch ấy, cái đoạn cuối cùng ấy, lúc mà Audrey với cả Chloe nói chuyện với nhau thì Chloe có bảo là đương nhiên là con không có đứa bạn nào ở trường rồi ngoại trừ Sabrina. Tức nghĩa là Chloe coi Sabrina là bạn nhưng mà không coi Adrian là bạn, hoặc là Adrian là một mức nào đó trên mức bạn, kiểu như thế. Ôi rồi, đấy là bố mình, đấy là mẹ mình thì Chloe còn chưa kiểu tình cảm như vậy, nhưng mà đối với Adrian thì nó lại khác đi rất là nhiều, khác rất là nhiều nhá. Tại vì chuẩn luôn, bạn hồi nhỏ nên là kiểu thích thú hay là sự trên bạn bè một tí kiểu như thế. Nó giống như là gia đình, nó giống như là họ hàng ấy. Cũng không hẳn. Họ hàng thì cũng có người nói là cũng trên luôn ý. Kiểu Chloe đã cho đặt Adrian vào trong một phần nào đấy, vào trong mức độ nào đấy trong trái tim mình luôn ý. Thì tôi nghĩ, tôi vẫn nghiêng về phía là kiểu Chloe coi Adrian như là một phần của gia đình, với cả không phải là không giống như kiểu là không phải là crush, cũng không phải là thần tượng, cũng không phải là bạn bè, mà thuộc kiểu gia đình họ hàng ấy, kiểu gia đình thân thiết luôn ấy. Kiểu gia đình của Chloe cũng không như vậy đâu, cũng kiểu không thân thiết đến độ này đâu, bởi vì
theo nhà gia đình Chloe, tôi thấy mỗi bộ Chloe xén nó còn ai xén đấy. Còn tình cảm thì cũng tình cảm trong gia đình này ít dành cho nhau, kiểu gia đình Chloe ít dành cho nhau, kiểu mẹ thì bận, ba cũng bận, con thì cũng bận đi học đó, xong kiểu còn Adrian nó hơn mức họ hàng, hơn cả gia đình, kiểu nó cũng quan trọng đối với Chloe, người rất là quan trọng, hiểu Chloe là gì. Và tôi nghĩ này, nhỡ đâu Chloe với Adrian là họ hàng thật thì sao? Tức nghĩa là Audrey và Emily là chị em. Ừ, cũng có lý. Có thể lắm nhở. Nhưng mà tôi thấy nó Audrey và Emily từng là chị em, thế nên là Gabriel rõ ràng là một người là ban đầu không cho Adrian chơi với ai, nhưng lại cho Adrian chơi với Chloe. Phải có lý do chứ. Ừ đúng rồi. Có thể là do họ hàng lắm ấy. Hoặc là chị em kết nghĩa. Chị em kết nghĩa thì sao? Ừ, cũng có thể là chị em kết nghĩa lắm. Ừ. Cái giả thiết đấy cũng rất là hợp đấy. Nhưng mà nếu mà chị em kết nghĩa mà hai người mà không làm chị em thì chỉ có thể là bà Audrey, bà kiêu ngạo quá, xong là kiểu Emily bà ghét mà không dám. Ừ nhở, ưng nghi quá. Cái tập Gorizilla, cái tập mà tập 12 lúc mà Adrian đi xem phim mẹ mình đóng ấy, có cái phần là nhà sản xuất phim là A Bourgeois đúng không? Đúng. Thế là bọn đó. Mình đều nghĩ là mẹ của Chloe. Thế nhưng mà nhỡ đâu là ba của Chloe thì sao? Yên. Ông ấy tên cũng bắt đầu với chữ A mà. Ờ đúng rồi, ghi là A Bourgeois. Ừ. A Bourgeois thì tôi nghĩ là một là mẹ của Chloe, hai là bố của Chloe, Andre hoặc là Audrey. Nhưng mà tôi lại nghiêng về phía Audrey hơn. Bởi vì kiểu là hai người nữ với nhau thì nó kiểu ấy hơn ý. Kiểu ông Andre thì có liên quan gì đâu thì mình có nghiêng về phía Audrey hơn. Nhưng mà Audrey là người mà nghiêng về ngành thời trang. Tôi không nghĩ là bà ấy sẽ kiểu chạy sang ngành điện ảnh đâu. Nhất là Adrian, ngành phim. Ê tự nhiên Adrian, tự nhiên tôi lại dịch là Adrian Bourgeois. Rồi. Hoặc là nhà sản xuất thì kiểu cả một tập đoàn Bourgeois thì sao? Cả một tập đoàn bourgeois, ok. Kiểu cả dòng họ, kiểu bài này mà quen cả dòng họ thì sao? Giờ mình mới biết còn đúng 3 người trong cái tập đoàn bourgeois đấy. Trong đó có một người là thị trưởng, một người là người phê bình thời trang nổi tiếng toàn cầu, và một người là học sinh của học viện Francois et Dupont. Ôi trời ơi, nhưng mà kiểu người ta phải có dòng họ chứ, là bà Emily bà nổi tiếng mà quen cả dòng họ người ta thì sao? Emily không biết là tên của bà ấy trước khi kết hôn là gì nhỉ? Nếu có thể mò ra được thì có thể sẽ ấy lắm. Tôi đang có khá nhiều giả thiết về Emily. Một, Emily là chị em cùng với Audrey, là Lisa, Chloe và Adrian có thể là họ hàng. Hai, Emily và Natalie là chị em. Ôi trời ơi, nhưng mà điều này cũng không chắc, bởi vì Adrian sinh với Chloe là cậu tớ mà. Tiếng Anh nó chỉ có I và you thôi. Ôi trời ơi. What? Đúng không? Wikipedia thì sao? Wikipedia. Wikifan, fandom hay gì đấy. Không à, nếu cái điều đấy chưa được tiết lộ ở trong phim thì làm sao mà trên wiki có được, đúng không? Nhỡ đâu một ngày đẹp trời nào đấy bỗng nhiên lộ ra rằng Adrian và Chloe là họ hàng, là anh em họ, chị em họ với nhau, thì lúc đấy lại phải đổi lại xưng hô à? Ôi trời ơi, là lại dịch kể từ tập 1 sang tập thôi. Lúc đấy tôi nghĩ là tôi sẽ vẫn giữ nguyên để cậu tớ đằng nào thì hai đứa nó cũng học cùng lớp. À ha. Trẻ bạn từ bé. Nhưng mà thôi thì cứ để cậu. Nhưng mà sợ Disney Channel Asia dịch là anh em hoặc là
chị em thì nó sẽ là một chuyện gì gì đấy, tôi không biết nữa. Cái đấy còn lâu. Cái gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi. Okay. Còn cái việc mà Natalie và Emily là chị em ý, giờ thiết đấy rất lớn. Nhưng mà tôi không theo Natalie với Gabriel đâu. Tôi kiểu theo thuyền nào cũng được. Tôi theo thuyền nào cũng được. Trừ thuyền Natalie, Gabriel với cả Gabriel Nette. Đấy. Ui, Gabriel Nette. Ôi dồi ôi, cái ăn gì mà mặc ra. Ui, có thuyền đấy thật đấy. Ôi sợ dồi ôi. Ăn gì ăn mặn. Trời ơi là trời ơi. Người ta. Trời ơi, ghi người là tình yêu không biết kiểu là... tác này. Nhưng mà kiểu bây giờ nhá, tôi nói nhá, kiểu là chúng ta không thể phán xét được là người ta thích ship cặp gì đúng không? Thế nhưng mà nếu mặn quá thì nhưng mà Gabriel với Marinette đâu có kiểu kim gì đâu. Mà. Người ta nói là những cái bạn ship thuyền đấy bảo rằng là hin đầy ra ấy. À, riêng cái hin Ladybug với cả Hot Mod là kiểu đứng hai bên, một bên là anh hùng, một bên là kẻ xấu nhá. Từ trước đến nay rất là nhiều cặp ship anh hùng kẻ xấu. Ôi giời ơi. Các sợ bạn, hãi quá đi thôi. Các bạn có một trí tưởng tượng thật là phong phú. Quá phong phú. Em nói thì tôi vẫn kiểu ship cặp nào cũng được. Gabriel, Natalie, Gabriel, Emily đều được, tất cả đều ok. Thì kiểu, nhưng mà Emily forever. Nhưng mà đối với cặp Adrian và Marinette mà đổi sang kiểu Marinette và Luca thì có nghĩa là thứ nhất thì fan Adrian Net thì có thể là sẽ khó, rất là khó để chấp nhận và có thể họ sẽ rời fandom. Thứ hai là nếu như Marinette có theo Luca thật đi thì tôi nghĩ chắc là không chỉ cả cộng đồng Adrian Net đâu, mà thì chắc tôi nghĩ là đa phần thì cũng sẽ có nhiều phản ứng, bởi vì tập đã không, theo tôi nghĩ cái đấy sẽ là một cái bước phát triển tốt cho tính cách của Adrian. Nói thật chứ, từ đầu season 1 đến giờ Adrian chỉ có đúng một câu cô ấy chỉ là bạn. Đúng rồi, cô ấy chỉ là bạn. Cô ấy chỉ là bạn mà thôi. Lại chúa tôi. Phần 1 friend zone, phần 2 nhận đầu ứng. Trời ơi. Nói thật là nếu cái việc Marinette về với Luca mà khiến cho Adrian nhận ra được tình cảm của mình, tôi bất chấp. Nhưng mà bây lúc đó là quá muộn rồi. Nếu là Luca nét thì cũng đẹp mà, tại vì Luca đẹp trai có thể chấp nhận được. Không phải, tính cách của Luca là tính cách phần nhiều. Rồi, tính cách của Luca nó hiền. Mà kiểu kiểu tâm lý. Tâm lý kiểu trưởng thành, kiểu tâm lý. Kiểu ngâu ý. Thật lắm. Nhưng mà kiểu chứ còn thích Adrian, nhất là kiểu ông này ông biến thành sệt non đẹp trai. Nó lại mê trai rồi, ôi mê trai nhất. Ông này, ông Adrian thì kiểu dịu dàng, kiểu hoa đông. Đúng rồi. Bối. Cũng kiểu, cũng hay nói chuyện kiểu tán tỉnh rất là kiểu đáng yêu nhá. Nhưng mà mỗi tội là toàn friend zone người ta thôi, trong khi tạo người ta một nuôi thính, một đống thính, cuối cùng là oh no, she's just a friend. Tôi không hiểu. Kiểu tôi thính mà không yêu đó chính là tạo nghiệp đó. Đúng rồi, cho nên là phần 2 mới bị báo ứng đấy. Khổ thế chứ. Thôi nói chung là điều gì đến nó cũng sẽ đến. Nhưng mà Adrian là tôi nghi là phần này là anh này là anh sợ anh này anh xe phản diện rồi đấy. Adrian á? Diện. Tôi thấy kiểu tình hình của Adrian càng ngày càng tệ đi. Tôi không thấy tệ lắm, tôi chỉ kiểu cái cách phát triển nhân vật Adrian của bên team của Thomas ấy. Ý là cũng muốn nói rằng Adrian cũng là con người nhá. Thế hay bị cảm xúc kiểu đôi lúc bị cảm xúc kiểu khống chế. Đó. Dù ở đâu cũng vậy thôi, cũng là người mà người ta cũng có lúc buồn lúc vui, chứ người ta giàu chứ người ta có phải là có một cảm xúc đâu mà chỉ toàn vui rồi vui người ta cũng biết buồn mà. Ừ, đấy. Thế nên là nó cũng khá là đúng khi các ông bố mà cứ
phát triển theo hướng này. Tuy nhiên thì từ đầu mùa 1 đến giờ mà kiểu Adrian mới chỉ dậm chân tại cái chỗ cô ấy chỉ là bạn thôi thì sẽ rất là mệt mỏi. Marinette thì đang dần dần nhận ra rằng Adrian không phải là kiểu không phải là người duy nhất mà mình thích nữa, và đang so sánh cái thích của mình với so với Luca và cái thích của mình so với Adrian, đang so sánh đấy. Marinette đang có sự phát triển. Marinette đang có sự phát triển đột phá rất là rõ nét, trong khi Adrian thì thuộc dạng quá trung thủy. Trời đất ơi, thôi nghe đến cái vụ này, Adrian thật sự là tôi yêu thằng bé thật, nếu thằng bé không có cái tí phát triển nào trong các tập tới nữa là chắc tôi lật bàn mất. Nhưng mà kiểu sạch noa càng ngày kiểu càng càng nói sao nhở, kiểu phần một thì anh có đất diện một xíu nhá, kiểu còn đi cứu người ta kiểu các kiểu đó, nhưng mà sang tập này anh kiểu đã cảm xúc đã kiểu cảm xúc đã hơi tệ tệ rồi, xong rồi kiểu hay bị trúng mùa hay bị trúng tà người ta ấy, kiểu người ta như tập Maledicator thì kiểu buồn cái phát thằng mèo, kiểu anh cứ tập này giống như là sạch noa, kiểu chỉ là bước đường phong ấy, kiểu từ tập 9 trở đi là có ai nhỉ, có Dana Root rồi lại có rồi là làm bước đường phong cho Carapace, rồi lại đến Winby, kiểu ông này kiểu ông càng ngày ông càng xuống cấp ấy, càng không phải xuống cấp đâu, ông ấy kiểu rằng là mình liệu còn kiểu giữ vị trí duy nhất kiểu đối với Ladybug không nữa ấy. Bởi vì là bây giờ khó khăn nhá, nếu Kano không giúp đỡ được thì Ladybug sẽ chạy đi gọi người khác giúp, đúng không? Ừ. Thế là kiểu ông ấy cảm Kano thằng bé đang cảm giác hoang mang, kiểu rằng là nếu thế thì kiểu mình liệu có phân lượng nào trong lòng Ladybug không, kiểu như thế đấy. Kiểu là kiểu giống như tập karate kìa, em định thay tô thành con rùa đấy à, kiểu ôi sao lại còn liễu môi chứ. Đối với tôi thì mong là các bố không thay đổi hình tượng của Sạch Noa, bởi vì các fan thì Sạch Noa là một người vô cùng là dễ thương, vui tính, nhưng mà không có ông này là kiểu bộ phim sẽ rất là nó kiểu nghiêm túc hơn, rồi kiểu hơi nhàm chán hơn, kiểu có ông này cái là kiểu có làm hài kiểu vui vui một tí xíu. Tôi nghĩ là nên phát triển Kano thật đấy. Nếu phát triển thì nó mới kiểu dẫn đến một cái kết hạnh phúc được. Nếu cứ dẫm chân tại chỗ như này, chờ đến khi nào? Phần 5. Trời đất ơi, muốn khóc. Đã có nhận xét gì về trang phục mới trong câu giờ không? Thế nào nhở? Ôi dồi, đợi đấy, đợi đấy. Cách biến hình của Kano làm cho tôi hơi cảm thấy thất vọng. Kiểu Kano chỉ có mỗi tạo dáng ở cái phần cuối cùng là khác thôi. Đi phay ngực cho người ta nhìn vậy. Kiểu Let it go. Trời đất ơi. Ui sao lại còn cái kiểu cái kiểu phanh ngực phanh cả người ra, trong khi bà Ladybug thì bà khép nét tay chân, lại bà tạo dáng là khép nét tay chân, cảm giác như là người nằm trên kẻ nằm dưới đã bị đảo lộn vị trí rồi hay sao ấy. Kiểu sạch ra kiểu các bạn ơi ăn mình đi kiểu các bố tạo dáng kiểu lần đầu kiểu tạo đầu kiểu sạch ra kiểu biến hình kiểu rất là ok nhất, cho đến khi ông tạo dáng ở cuối cạnh biến hình kiểu hơi có biến hình như thế nhạt quá, hay là mình cho thêm một post nào thật là đặc biệt nhỉ? Yeah. Hơi khó chịu, tôi thấy hơi khó chịu, tại vì tự nhiên phanh ngực cho người ta làm cho người ta nhìn. Trời, người chỗ mình mà đứa làm phanh ngực trước mà đám đông là dễ ghen tắt luôn. Trời đất ơi, nói chung thì đối với Ladybug thì kiểu là nữ tính được kiểu ưu ái nhiều ấy, thế nên là cái cách nó cũng kiểu đặc biệt hơn rất là nhiều. Nhưng mà còn cái ông thực sự thì chỉ có cái đoạn tạo dáng cuối cùng là hơi khác đi một tí, còn lại thì ý chán. Cái biến hình kiểu tay này kiểu hất qua đôi mắt này giống y xì tập
Maleficator và The Frozen đã kiểu gây cho tôi kiểu cảm giác khá là, nói sao nhỉ, một chút thì kiểu hơi hụt hẫng, một chút thì kiểu khá là thích. Trời, nói thật thì xem đến kiểu transform của Ladybug, transform mới của Ladybug và Chat Noir kiểu tôi hét, tôi thật sự tôi hét lên. Nhưng mà tôi hét, tôi hét trong lòng chứ không phải hét ngoài đời, hét ngoài đời là bị tát vỡ mặt. Trời ơi, bình tĩnh, tôi còn đang đeo tai nghe. Đó là, nói chung thì rất là thích kìa, thích thú, là nhìn khá là được. Kiểu nhưng mà chỉ có mỗi đoạn cuối của Sạch Noa kiểu trong Frozen kiểu biến đổi kiểu hơi có vấn đề đi thôi, nhưng mà nói chung thì nội dung thấy là cái đề khá là ok đấy. Nhưng mà tôi không thích lắm, chơi trọng trọng ngực mà người ta nhìn không hay, rất là kém sang được, rất là kém sang, trừ 10 điểm hơn người. Nói chung thì thì có chuyện, nhưng mà đối với tôi thì cốt truyện của tập Frozen hơi vội, hơi vội so với các tập khác. Không, nó không vội. Đối với tôi thì cái việc phát triển tình cảm của hai nhân vật chính thì không vội, nhưng mà cái việc đánh cái kẻ xấu đợt này, đánh Frozen đợt này thì đúng là vội thật. Nhưng mà xong rồi. Maleficator, để tôi nhớ lại, Maleficator là kiểu sao nhỉ? Sạch Noa, tôi thích nhất Sạch Noa trong cảnh Maleficator. Sạch Noa, tác giả đã xây dựng một hình ảnh Sạch Noa với một con mèo vô cùng là dễ thương, vô cùng là cute, khiến cho cả phân đồng phải hét. Thì là tập này khá là vui nhưng mà cũng khá là vui thẩn. Một chút thôi, một chút vui thẩn thôi, nhưng nói chung là vui, nó mang kiểu cái cảm giác mà học từng ngày, từng ngày, từng tháng, từng năm, à không, không có từng năm, từng tháng thôi, để chờ tập mới ra, xong rồi để lúc được xem đó, rất là, nó gọi là sao nhỉ, your mercy, kiểu là cảm xúc bùng cháy, kiểu sau bao nhiêu tháng ngày, đã cuối cùng cũng đã được coi phim, kiểu vậy, nên là đó là một phần kiểu khiến mình kiểu tăng động hơn, nhưng mà cái làm tôi hụt hẫng đó là bên cạnh cái vui đó là nội dung trong trailer với nội dung trong phim nó khác một trời một vực, làm tôi kiểu không thể kịp kiểu quá cái vậy, là ví dụ trong kiểu Adrian biến đổi lại á, kiểu trời tôi xem trong trailer kiểu tôi Adrian đã biến đổi lại thôi, yeah, có drama sao mày kiểu vô trong phim kiểu đó chỉ là giấc mộng kiểu ảo tưởng thôi. Cái đó là cái mà cả fandom kiểu, hoặc là ít ra là tôi kiểu tôi nghĩ là nó sẽ có một drama, một cái gì đấy nó rất là bùng cháy, rất là kiểu rất là lên ấy, xong rồi nhưng mà cuối cùng thì nó lại làm cho tôi, cái cảm xúc của tôi nó lại hạ xuống một cách rất là kiểu cảm xúc tụt không phanh luôn ấy, kiểu thì ra đây chỉ là kiểu ông này ông mơ mộng tưởng thôi. Thì nói chung thì có một chút hụt hẫng và có một chút gọi là thất vọng, và nói sao nhỉ, cũng hơi là an toàn, khá là an toàn, bởi vì ít ra là mình chưa hóng drama ngay được, ít ra là mọi người không biết sao nhưng chứ tôi là tôi kiểu khó, mọi người bảo là mọi người hít drama nhiều quá mọi người sắp vào bệnh viện rồi, nhưng mà đối với tôi thì cái này nó chưa đủ để tôi nhập viện. Kiểu nếu như khi nào mà chờ cho Adrian kiểu hiện trước mặt, thật sự trước mặt Ladybug đi, thì lúc đó trời tôi ngất luôn, rất là thế này thì còn lâu, còn lâu, năm phần lận mà khiếp. Bên phản đối Kagami lại đưa ra một lập luận khá là sắc đáng, tôi vừa mới nhìn thấy trên Instagram. Cái gì nhỉ, có một cái câu của Kagami là tôi không bao giờ ra dự ấy. Đấy thì bên phản đối Kagami đã nói rằng là bé cưng à, bé có do dự đấy chứ, nhớ cái tập report không, lúc mà Adrian đã mời Kagami đấu lại một trận nữa và Kagami đã do dự trong một lúc, gậy ông đập lưng ông. Không, nhưng mà tôi thật là tôi thấy nó hơi xoan ngoái rồi. Ý là
lúc đấy Kagami bị cảm xúc nó chi phối ấy. Với cả bên binh dịch Kagami cũng vừa có một câu bảo rằng là tôi nghĩ cái câu nói lý do duy nhất cậu không thể tự đứng trên hai bản thân mình đó chính là sự do dự của cậu, thì người ta lại cho rằng đó là một lời khuyên hơn là một sự thô lỗ hơn là một sự sỉ nhục. Không, ý tôi thấy khuyên thì đúng là khuyên thật, nhưng mà tôi thấy nó khuyên theo một lời thái độ hơi căng thẳng một xíu, hơi gây tiêu cực cho người ta. Chuẩn rồi. Tôi nghe câu vậy là tôi khóc luôn, như con khóc thật. À đó là hồi lớp 3, đó là hồi tiểu học thôi chứ bây giờ thì chắc là chửi lại. Sắp đánh đá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái đúng nhận xét và âm mưu tào lao của hai đứa tụi tôi. Ok, và hẹn gặp các bạn vào khi nào có tập mới thì chúng tôi sẽ kiểu làm một video kiểu này nữa nhé. Và tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn vào tập 24. Tạm biệt. Bye.